Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 28-29 tháng 6, Đảng bộ thị xã Sa Pa sẽ tổ chức đại hội lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Những ngày này, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ thị xã được triển khai tích cực. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Trong công tác tuyên truyền, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị xã vận động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các công trình và phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất từ cán bộ đảng viên và nhân dân nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, thì các cái pano áp phích rồi các cái khẩu hiệu tuyên truyền trực quan cũng như là những cái nội dung mà phục vụ cho chương trình đại hội được tổ chức triển khai, và trước, trong, sau đại hội thì cái việc tuyên truyền luôn luôn được quan tâm để đảm bảo cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã được sống trong cái không khí mà vui mừng, là thi đua lập thành tích để chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa khóa 23. Để Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thị xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát, lắp đặt pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền trực quan tại các khu vực trung tâm như cổng chào, các vòng xoay khu vực ngã ba, quốc lộ 4D đường đi Lai Châu, khu vực Bờ Hồ, khu vực Nhà Thờ Đá, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã. Chúng ta đã khắc phục những khó khăn là cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, và đồng thời không ngại nắng mưa để là hoàn thành tốt như treo băng rôn này, các cây chuối này, và tháo một số pano đá hỏng cũ ở ngoài đường để cho các cột treo băng rôn nó được đẹp, thoáng và góp phần tạo ra cái mỹ quan để phục vụ cho đại hội. Và bây giờ gần như đã hoàn thành khoảng 80 đến 90%, và còn lại một số phần trăm chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành trong thời gian tới, có một phần nhỏ cho đại hội thành công. Chúng tôi vẫn phải tuân thủ theo các cái hướng dẫn của trung ương cũng như là của tỉnh và của thị ủy. Tuy nhiên là cái đội ngũ họa sĩ thì cũng đã tham mưu cho lãnh đạo thị ủy để đưa ra được những cái họa tiết làm sao mà nó gắn kết với lại Sa Pa nhất, để cho ngay từ người dân của Sa Pa thôi cũng như khách du lịch đến với Sa Pa nhìn vào cái biểu tượng đó là biết được là đây là những cái biểu tượng để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị quan trọng của khu vực thị xã Sa Pa. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo các điều kiện theo quy định, Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng sự kỳ vọng và mong đợi của cán bộ đảng viên và nhân dân thị xã vào nhiệm kỳ mới.